phô mini ha. Mini, hàng nó mới đào về không nghe anh em? Lâu lâu rồi mới có phô mini á. Bây giờ hàng giá cao lắm mọi người ơi. Này, mã số này là mã số V1. Cây này đó. Cây này thì nó mới đào nên chưa có chồi ha. Từ từ mình để mát, mình tưới nước từ nó đâm chồi nha mọi người. Cây này thì nó có cái chỗ này, nó có bị cái lỗ nhỏ ở đây nè. Trên đây thì nó có mấy cái vết sẹo nè, lũa đầu cành đó. Mã số là V1 đó mọi người. V1 em đau hoành nguyên cái này luôn ha. Đó, hoành đó là 19. Chiều cao là 60. Chiều dài cái bầu là 27. V1 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Tiếp theo là V2. Cái này là khế gân trái chua nha mọi người. V2. Da nó nứt về là tại cái da của nó ha, chứ không phải là nó bị gì hết ha. V2. Hoành nó là 21. Cao là 80. Đường kính bầu là 21 luôn. V2 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Mã số V3. V3. Hoành nó là 20. Cao là 65. Bầu là 25. Cây V3 em giao lưu với mọi người 450.000. Tiếp theo là mã V4. V4 nha mọi người. Hoành nó là 18.
43, đường kính bầu là 28. Cây dê chín em giao lưu với mọi người 450.000. Tiếp theo là dê 10. Mã số dê 10. Cây này thì ở đây nó có một lỗ nhỏ ở đây ha. Đeo này nó già già cây đó quái à. Nó chỉ đeo bên ngoài thôi ha. Em đã khử cái tổ mối ra rồi. Cái này là mấy cái đường này là bị lũa nhẹ nè. Đấy, cộng dễ giống như bị hồi đó bị cắt á, chặt vô á. Cái đầu của nó này cũng bị ấy nè. Cái này em có báo với mọi người. Rồi, mã số dê 15 cũng là mã số cuối cùng của clip. Cảm ơn mọi người.